đang trồng á, trồng ấy. Mấy cái lỗ này nè mình nhét vô á, lấy thêm đường anh, lấy thêm đèn là nó qua tới cái thân bên này luôn, khoan cái lỗ qua nó luôn để cho có đất thì mới nhét cái kiểu này được, cho nó thông nước đó, thấy không, cho nó thông nước nhìn đẹp không, trời ơi. Đây tại vì trời tối thành ra ánh sáng chỉ có nhiêu đây thôi, hơi xấu nha, chịu thôi, chừng nào làm xong rồi quay lại. Cái này là đất pha cát với lại đất sét, mỗi thứ chút chút. Đất nhà đó, đất gì anh? Đất cái sân nhà, đất sét á, đất đỏ đó. Đất chặt á. Chứ không nếu mà cái đất mà mình đi mua không, mình đắp lên nhà xịt nước là rớt xuống hết. Mà đất sình không thì không được, tưới nước nó không ăn. Ừ. Đất sét không thì nó khô, nó tưới nước không ăn. Nó ăn, nó phải có cái môi trường. Ừ. Đúng chưa? Mấy cái lỗ này nè là thông nhau hết á, từ đây nè anh làm sao thông, khoan xuống, khoan xuống giống như cái đây nè anh làm sao thông, cái lỗ đây phải không, khoan từ trên này xuống, khoan từ đâu, khoan từ trên này xuống, từ đây đến đây đúng không? Ừ, rồi xong rồi khoan từ dưới lên là ừ là có nghĩa là cái này cũng thông luôn á, nó đi liền nhau đất nè, nước nó sẽ đi hết luôn. Nói chung là có chỗ thoát nước hết á, giống như cái đây cái này đúng không, phải ừ, cái này nè không, tới cái lỗ này phải không, thì mình đỡ đưa cái mũi khoan á, dài á, mình khoan từ đây khoan, khoan mút qua luôn mà khoan trong á, ngay chỗ lỗ này nè đâm quẳng qua đó luôn. Còn như cái này nè mình khoan đây ha, mình khoan đây, mình khoan bên kia thì cái lỗ thoát nước nó nằm bé bên này nè, đây quay qua cho coi. Đâu? Mở thêm đèn ấy. Được rồi, không được cái đèn ấy. Đây, cái lỗ thoát nước là xuống đây nè. Là cái này nè. Xuống tới đây nè. Không, bà chọn thì không thấy đâu, không bao giờ thấy được đâu. Nhưng mà lúc mà khoan biết, khoan đây phải không? Rồi xong rồi khoan ngang qua. Ở trên kia cũng vậy, khoan lủng xiên với nhau ở trong đó. Rồi khoét ở trong đưa mũi khoan á, quậy 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 trong á, ở trong nó rỗng chút. Thì lúc mà tưới nước á thì nó sẽ đi ra đây. Nhưng mà cái lỗ này nè vẫn trồng được chứ không? Trồng cây nhỏ nhỏ. Hả? Vẫn trồng được chứ không phải là cần để trống đâu. Trồng chứ. Ừ. Em muốn trồng cái bông bự. Nhưng mà nước nó không có giữ nhiều được ở trỏng, nếu mà nhiều nước tự động nó sẽ chảy xuống. Hiểu không? Ừ. Đó. Thí dụ cây này đó. Đó, thấy chưa? Đó. Là mình muốn bông nó bự mà nó có để sẵn ừ. Nó muốn nó bự lên. Có nghĩa là nó có đường thoát nước hết. Mình phải nhét đất từ đây xuống dưới đó chứ không để trống vậy được. Chứ không phải là khoan giống này nằng trên cái lỗ giống này ha, cái xong rồi nó chút xíu vậy nhét vô là rồi, không. Cái chết hết. Là không có được đâu nha. Nó không có tốt. Chứ nó không phải là ừ. Chết mà nói chung mà nó bây giờ mình phải nhét đất từ đây xuống đây cho nó ăn thằng này thôi, cực chơi cái này gần mấy ngày à, đầu qua bên này mấy ngày coi, không phải đơn giản là mình anh muốn để cái cây bằng yên đi, tôi dẫn ấy được mà, rồi để nghiêng qua một chút đi, nghiêng ở đây đi, bây giờ là cẩn thận nha, rớt đó là đó, nghiêng chút nữa à. Rồi được rồi. Cái đèn ngay đây này mình còn cái đèn kìa anh. Rồi được rồi, được rồi. Với chút xíu thôi. Đó, thấy không? Nhét vô. Khoan, khoan, khoan. Để cho khúc này luôn xuống. Lấy cái chân ra. Đó, dây đây nè. Thấy mình đục còn không? Còn nữa, mình còn nữa, đợi chút. Đục ghê gớm không? Đợi chút, đợi chút. Đợi đây, xích ra. Xích cái chân mà kìa.
đó, đục chỗ này nè. Chỗ này trồng được. Trồng được, trồng được. Tại giờ nếu mà không có quay là trồng xong rồi là không có thấy được đâu. Không hiểu sao mình trồng. Giống như bên này nè. Giờ thọt cái cây qua là ở đây nè, với lại cái rảnh này là xiên nha đó. Xiên qua nè. Nè, xiên qua nè. Nó xiên qua. Nói chung là lấy cái cây trồng nhỏ, thấy không? Thấy xiên qua không? Cái nhíp á. Đó, ở đó thì cái đây cũng vậy đó. Chút nữa mình chọc bông. Mấy cái này cũng vậy nè, phải xiên qua đó. Chút mình làm bông. Chứ không phải là khoan đại vô cái cây chút xíu là bỏ vô đâu. Cái này hơi công phu. Tại vì mình phải để ngoài trời á. Mình làm từ từ á, mình sợ trời nắng cứ canh giờ mát làm không mất cũng 2 ngày mới xong á. Tại vì mình phải làm tính mấy cái cây mình trồng được. Còn nếu mà làm thẳng thừng chắc 1 ngày xong á. Còn ai mà có đồ nghề đàng hoàng thì chắc làm chừng 2 3 tiếng, 4 tiếng xong. Thấy không? Mình tính ở ngoài trời mình phải tính mấy cái cây nó mới sống được. Chơi mà nhát nhát rồi mai mốt chắc hả. Bỏ cái tay coi coi. Không có thấy gì, thấy cái tay không? Ờ. Đây, ngồi yên chụp tấm này. Tấm gì không á? Chụp với cái cây, khúc cây coi bà bự với khúc cây ai bự hơn. Cây này bự à. Để mình để ngang để đứng. Ok. Thôi được rồi. Ngày tháng 10 chưa năm chưa cười chưa năm đã tối. Tháng 5 chưa năm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối. Ờ. Mệt quá trời ơi. Xuống đất chưa? Hồi nãy cái này thông xuống hả? Thông hết á. Sao em nhét nó xuống đất hết không? Thông hết á. Lấy cái mũi khoan dài khoan vô là thông hết. Đây nè. Thiệt nha, cái người trồng cây á nó cũng chua hơn là cỡ ngang cái địa 16 cái. Wow. Cái này á, nếu mà làm một cái cục này đàng hoàng phải mất 3 ngày, có nghĩa là mình làm chơi chơi vừa làm gì chơi á là đục 2 ngày, trồng 1 ngày. Tại cái khúc cây này á không phải là cái nào cũng nhét vô được mà mình phải kiếm cái thân nào mà nó vừa cái đó nó nhét vô. Có nghĩa là trồng 1-2 cây xong mà chạy đi vô cái trong những cái mình đang trồng xong mình tiễn ra những cái cây nào trong chậu á vừa nó lấy gắn vô. Chứ để trồng mà giống như mình cắt cắm. Thành ra mất thời gian lắm. Còn nếu mà có nguyên cái dĩ cây con dưới đó, mua để sẵn thì bỏ vô thì lẹ không? Chưa chắc. Đầu ra. Tại vì có những cái có rễ cũng không nhét được. Này làm văn nghệ thôi, chứ kêu làm cái nữa chắc cũng không làm đâu. Hả? Làm cây đủ ha. Thì nhiều khi có ai có cây thì em làm. Thôi, làm biến. Chừng nào có cơn vui vui làm chứ là ai mà đi làm này mệt. Nó bự quá. Giống như cái nhà nhỏ nhỏ anh thấy không, mình trồng về nó cũng sống rồi. Không, ở trên đó mình phải quét khoét hết á. Xuyên suốt nhau á. Cái lỗ này họ cũng trồng luôn nè. Chứ ai mà muốn chơi cái cây này người ta tự tay làm. Nó thích thôi. Để chụp vô cái lỗ cho thấy, đục cái lỗ. Chụp em muốn bỏ đâu? Nó có bỏ được cái lỗ. Mở lên hình. No, ý nói là bỏ lên hình Facebook giữ lại thôi. Đó, mấy cái này nè, mình khoan vậy là để đâm cây vô trồng á. Có nghĩa là cái này là loại hại ha, mình được trồng trên nữa nè. Giống như đây nè. Cái này trồng bản ngang. Rồi xong mình trồng ngang vô nữa nè. Còn bạn đứng là no. Mấy cái lỗ bạn như vậy nè, đó. Nó phải theo cái vị trí. Nói chung làm cũng không có mất thời gian lâu lắm mà ngồi ngắm ngắm cái cây để làm chỗ nào thì cũng hơi mất thời gian. Nhí nhí một chút. Không có một chút đâu cũng lâu lắm. Này loại là nghệ thuật. Còn đẹp hay xấu là tùy mắt mỗi người. Có nhiều người nhìn thấy cái cây ghê quá. Rồi, thôi. Quay như vậy đủ rồi, trời tối rồi. Này mở đèn quay đó. Xong em đi nữa, em có đây rồi. Đi ra sân trước cây. Cái này mới có đục không vậy? Đục.
Rồi cái đó cái lỗ không à. Cái gỗ không. À, cái đó cái lỗ không, định làm mà làm biến không làm. Thành ra cái lỗ rễ đi, đừng có nó chồng gì chồng. Rồi xong, xuống nhé. Mọi người coi cho vui nha. Này là trước mình quay lại giữ cho bà xã làm kỷ niệm. Ai có lỡ coi thì coi cho vui thôi. Mình không phải là chuyên gia chuyên nghiệp gì bán buôn cây cỏ gì, thằng em mình chỉ làm theo sở thích yêu cầu của bà xã. Bà xã tối ngày rảnh rỗi chị làm. Của sư tử Hà Đông. Ừ. Đây mà sư tử hả? Lúc điên lên nó vẫn cắn như thường. Ok, bye bye kìa, suốt. Nếu mà lại nói lên. Ok, 1, 2, 3. Chào mọi người. Rồi. Mình mất làm rồi.